Kem ngang đâu? Quét này rồi mình sẽ nặn vô muối nha, rồi trộn lên đều này chặt. Rồi mình lấy một miếng, đây có muối nha. Bây giờ mình sẽ đi cho anh bạn ta ngủ nữa rồi. Anh rước xiên ngủ. Thả ông ảnh ra. Thả ông ảnh ra. Thôi thôi. Bật đèn. Từ từ. Từ từ. Thả ông. Rồi thả ông ảnh ra chứ đi. Mặn mà đâu có gì đâu. Ngủ. Nhìn mặt đẹp quá. Nhìn mặt anh đẹp quá à. Đẹp không? Quay qua đây coi cái mặt. Cái mặt là kem đánh canh với muối. Thôi giờ mình đi rửa tay. Anh ta vô rồi anh đi ỉa nha mọi người. Bye bye mọi người.